Rồi, mọi người lùi ra đằng sau xíu nha. Rồi, mọi người nhìn giữa luôn ạ. Rồi, từ tay bắt quay luôn ạ. Rồi, nhìn giữa luôn ạ. Dạ rồi, ok. Và tiếp tục chúng tôi xin được gửi lời chào đón anh Nam Anh và bạn Phi Hùng cũng đang có mặt tại cảm đỏ của lễ ra mắt phim hôm nay của đại diện Hiệu Tiến. Và thưa quý vị, thông qua các phương tiện truyền thông như là Zalo, Instagram, Facebook và TikTok, chúng tôi mong muốn là quý vị khách mời đang có mặt tại buổi lễ ra mắt phim hôm nay cũng sẽ lan tỏa thông tin của bộ phim chính thức khởi chiếu vào ngày 20/11/2020 tại các cụm rạp trên toàn quốc. Và hiện nay thì vé của bộ phim Chồng Người Ta cũng đang được mở bán tại các quầy rạp trên toàn quốc rồi. Mong là quý vị, chúng ta sẽ lan tỏa thông tin này trong buổi tối ngày hôm nay đến người thân và bạn bè để cùng theo dõi bộ phim Chồng Người Ta, một sản phẩm từ ekip của đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến. Chúng tôi xin nhãn ngày hôm nay thì Vinh nhận được lời mời của nhãn, còn Linh nhận được lời mời của Yaya Trương Nhi. Hai tụi mình rất là háo hức đi xem phim. Bữa giờ hai anh em bạn với nhau rồi là không biết là mặc cái gì hay là mình phải đi như thế nào. Đủ nhau đi chung thì cho vui. Ra là Linh cũng không biết là mặc cái gì ấy. Thì Linh chọn một bộ váy đỏ và cuối cùng thì nó trùng hợp với cả ngày hôm nay là dàn tiệc đỏ luôn. Và cảm thấy là wow, bộ váy này thật là đúng đấy nhỉ. Và Linh cũng muốn xin gửi một lời chúc đến ekip của phim Chồng Người Ta và đến những bạn của những người bạn của mình là Yaya Trương Nhi và Trịnh Xuân Nhàn, là sẽ luôn luôn thành công và sẽ có nhiều khán giả ủng hộ cho Chồng Người Ta các bạn nhé. Và phim thì sẽ ra mắt vào ngày 20/11, các bạn nhớ đi xem nha. Mọi người nhớ xem nha. Lâu lắm thì Vinh xuất hiện ở. Thưa quý vị, và tiếp theo chúng tôi xin được gửi lời chào đón công nhân đến trong phim. Bữa nay thì Nhãn ra phim nhưng mà cuối tháng này là tới anh Vinh ra nhạc. Và trong cái MV nhạc của anh Vinh thì cũng có Nhãn nữa và cũng có Linh nữa. Cho nên là mọi người nhớ đón xem một cái tác phẩm của Vinh, Nhãn và Linh nữa nha. Và có một vài người bạn nữa sẽ ra mắt vào cuối tháng này. Em ơi, đây là anh tiện thể là nhờ phim rồi PR cho em. PR luôn, làm MV luôn. Ok. Không nhờ mà cái xíu về cái sản phẩm đó không? Không biết là Linh Nhi sẽ góp nhập hát à? Cái này mình giữ bí mật đi. Đúng rồi. Rồi. Đồng ý ha, mình giữ bí mật. Nhưng mà các bạn nhớ đón xem MV của Vinh tên là Lạnh Từ Trong Tim nha. Thì Vinh sẽ... Linh xin nhắc lại là Lạnh Từ Trong Tim nha. Nhưng mà MV đó là mình quay ở đây luôn hay là ở tỉnh xa? Quay ở Đà Nẵng. Một nơi rất xa. Anh ngờ. Vậy thì còn mấy cái chí gì kỷ niệm đi. Anh nói bí mật mà. Anh nói bí mật, anh nói không, mình chỉ nói Đà Nẵng thôi. Mình chỉ nói Đà Nẵng, mình không có nói là ai sẽ tham gia. Nhưng mà sẽ là một cái sản phẩm mà Vinh rất là tâm đắc. Và mọi người ở đây thì các anh em cũng đã có một cái khoảng thời gian quay phim rất là ý nghĩa ha, và có cái thời gian hiểu, nói chung là tìm hiểu nhau nè, rồi trò chuyện nhau nè đó. Hy vọng là mọi người sẽ đón xem cả phim của Vinh, cả phim của Nhãn và cả bài hát của Vinh nữa. Mình không biết là lý do nào mà anh Vinh lại kết hợp với Linh Ly trong cái sản phẩm đó, tại vì hai người cũng khác thế hệ chút xíu. Và tiếp tục chúng tôi sẽ được gửi lời chào đón nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc cũng đang có mặt tại cảm đỏ của buổi lễ ra mắt phim ngày hôm nay. Em đi vào sân khấu trước. Em đi chuẩn bị đi. Không chỉ là anh Vinh kết hợp với Linh đâu mà còn rất là nhiều bạn khác nữa, nên là mọi người sẽ thấy được cái sự kết hợp tuyệt vời như thế nào đến từ các thế hệ. Và không phải là chỉ sản phẩm của riêng anh Vinh và Linh đâu nha. Mọi người đừng nhầm nhé. Mình thấy mình như thế nào, như vậy mình giống như mình danh là hoàng tử Sơn Ca mà người ta hay gọi hay không? Thôi đừng nói nữa mình nói, tại vì cái thời gian ra mắt thì cũng chỉ 10 ngày nữa thôi. Sẽ sớm ra mắt thôi, cho nên là xin phép mọi người giữ bí mật. Mà nếu mọi người yêu thương mình thì hãy đón xem. Nhưng mà trong cái phim hôm nay thì nói thì chủ đề người thứ ba thì cái lúc này đang có rất nhiều những khách mời đang có mặt tại buổi lễ ra mắt phim. Cái vấn đề người thứ ba anh Vinh nghĩ nó cũng mình gặp khá nhiều trong cái đời sống ha. Thì để xem coi phim sẽ khai thác những cái góc cạnh như thế nào. Rất là hào hứng luôn đó, bởi vì biết Nhãn rồi, nghe rồi, xem trailer nè, rồi xem những cái hoạt động bên lề. Dẫn tới ngày hôm nay là cái thời gian mà mình được xem rồi. Và cũng rất vui vì được là một trong những cái khách mời mà được xem bộ phim đầu tiên. Mình xem đi rồi về rồi hai anh em mình bàn tiếp. Để ra mắt bộ phim Chồng Người Ta của đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến.
Và ngay lúc này sẽ được mời Linh nghĩ là chủ đề của chúng ta là một cái chủ đề muôn thuở trong các bài hát rồi. Và ngay cả bài hát của Linh cũng có luôn. Cho nên là cái chuyện đó rất là bình thường. Và để thông tin của bộ phim được lan tỏa nhiều hơn, và có chủ đề của chúng ta trong MV của Quang Vinh hay không thì chia sẻ thông tin hình ảnh xem MV thì mới biết được. Tại khu vực thảm đỏ của chúng tôi cũng là thông tin của bộ phim chồng chúng ta. Với các phương tiện như là Zalo, Instagram, TikTok cũng như là Facebook. Cảm ơn sự hợp tác của các bạn. Cái câu slogan của phim là chồng đẹp là phải giữ thật kỹ, thì chị có suy nghĩ gì? Chồng đẹp là phải giữ thật kỹ. Thì mình có suy nghĩ về câu nói này, mình làm sao mà giữ được chứ? Đẹp thì tất nhiên là ai cũng muốn giữ rồi, nhưng mà cái vấn đề là người ta có muốn ở bên cạnh mình hay không. Thì ngay bây giờ tại khu vực thảm đỏ của chúng ta lại tiếp tục xuất hiện những vị khách mời rất đặc biệt trong buổi tối hôm nay. Đúng và cũng có cái là chưa hợp với Linh lắm. Và Madame Hương Hoa đẹp thì tất nhiên là phải giữ kỹ rồi. Đấy là về phía mình, còn đời với người ta hay không thì mình làm sao mà mình biết được, đúng không? Với anh Vinh thì sao ạ? Vinh chắc cũng nghĩ giống như Linh vậy đó, nhưng mà kính chào, thật ra thì chung quy lại cái gì của mình sẽ là của mình. Về tình yêu thì nó phải xuất phát từ hai phía đúng không? Đúng ạ. Cả hai cùng gìn giữ mới được, chứ một mình giữ thì chắc cũng không ổn. Rồi mình mà cứ giữ mà người ta không muốn giữ thì làm sao mà giữ được chứ. Cảm ơn mọi người.